có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV, sinh hoạt chính trị nổi bật nhất ngày hôm nay là những phát biểu của Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ liên quan đến chính sách bảo vệ biên giới của Úc sau khi phát hiện thêm một chiếc tàu chở 13 người đàn ông Trung Quốc cập cảng bất hợp pháp tại Tây Úc. Ngoài ra, việc Thủ tướng đề cử Phó Đô đốc David Johnston làm tư lệnh lực lượng phòng vệ ADF cũng được báo chí quan tâm nhiều. Trong đời sống hàng ngày, một công ty chuyên cung cấp mắt kính đã bị phạt 1,5 triệu đô la vì đã liên tục gửi email rác cho khách hàng trong 6 tháng qua. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị. Thủ tướng Albanese bênh vực cho chính sách bảo vệ biên giới của Úc. Thủ tướng Anthony Albanese đang bảo vệ các biện pháp an ninh biên giới của chính phủ sau khi một chiếc tàu không được xác định đã đến vùng biển xa xôi ở phía bắc của tiểu bang Tây Úc vào thứ Sáu. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã bị lạc, dẫn đến một cuộc tìm kiếm trên diện rộng, nhưng sau đó người này đã được tìm thấy. Trong khi đó, một chuyến bay được cho là chở những người khác trong nhóm gần 13 người đến đảo quốc Nauru vào tối Chủ nhật. Hiện chưa rõ bằng cách nào và tại sao người đàn ông này lại bị tách khỏi nhóm, nhưng sức khỏe của ông ta được cho là tương đối tốt. Giám đốc cảnh sát tại thành phố Armadale, ông Mark Longman cho biết, người đàn ông được tìm thấy trên một đường rầy xe lửa, cách căn cứ không quân Just Scott không xa. Theo mô tả của cảnh sát, thì đây là một người Trung Quốc và ở độ tuổi khoảng 40. Đây là chiếc tàu thứ ba đã đến bờ biển Tây Úc trong vòng 5 tháng qua. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, một nhóm gồm 12 người từ Indonesia cũng đã cập bến tại khu vực tương tự. Và vào đầu tháng 2, lại có thêm 39 người nước ngoài khác đã được phát hiện ở 3 địa điểm khác nhau, gần vịnh Beagle ở phía bắc Tây Úc. Trong khi đó, tuyên bố tại Melbourne ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese vẫn bảo vệ cách tiếp cận của chính phủ đối với an ninh biên giới trước sự chỉ trích của phe đối lập. Ông Albanese xác nhận chính phủ lao động sẽ giải quyết bất kỳ chiếc thuyền trái phép nào. Việc này phù hợp với chiến dịch biên giới có chủ quyền của Úc. Cũng theo lời Thủ tướng Albanese thì sẽ không có thay đổi nào về chính sách bảo vệ biên giới kể từ năm 2013. Trong khi đó, Thủ hiến Tây Úc là ông Roger Cook cho biết ông tin tưởng vào cách tiếp cận của chính phủ liên bang vì hầu hết các chiếc tàu đến Tây Úc bất hợp pháp đều đã bị bắt giữ và giải quyết đúng theo luật di trú của Úc. Điều này có nghĩa là nếu những người trên thuyền được xác định là người tị nạn thì họ sẽ được cung cấp các lựa chọn tái định cư ở nước thứ ba. Trong khi đó, phát ngôn viên đối lập về ngoại giao là ông Simon Birmingham mô tả những người mới đến thị trấn Kimberley là một thất bại của chính phủ. Cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ biên giới, Bộ trưởng Claire O'Neill nổi giận với phóng viên đã đưa ra câu hỏi không thực tế. Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các cơ quan truyền thông liên quan đến các chính sách bảo vệ biên giới của Đảng Lao động sau khi bà O'Neill bày tỏ sự giận dữ với một nhà báo và đã từ chối trả lời câu hỏi trong buổi phỏng vấn mới nhất diễn ra vào hôm qua thứ Ba.
Bà Claire O'Neill đã chỉ trích nhà báo này vì đã đặt câu hỏi không chính xác về luật pháp của nước Úc liên quan đến việc tái định cư người xin tị nạn. Không rõ liệu những thông tin không chính xác mà bà O'Neill đề cập có liên quan đến tình trạng tị nạn của những người mới đến hay không, hay liệu việc họ nhập cảnh bằng các phương tiện bất hợp pháp có nguy cơ khiến họ tái định cư ở New Zealand hay không. Nhắc lại là Úc và New Zealand hiện có một thỏa thuận cho phép tối đa 150 người tị nạn được tái định cư ở New Zealand mỗi năm từ năm 2022 đến năm 2025. Lựa chọn này dành cho những người tị nạn đủ điều kiện, mặc dầu đa số những người này đều đã được chuyển đến đảo quốc Nauru hoặc Papua New Guinea. Ngoài ra, thỏa thuận với New Zealand cũng yêu cầu người tị nạn được xem xét tái định cư ở New Zealand phải được Úc chuyển ra nước ngoài sau tháng 7 năm 2013, tức là vào thời điểm Úc Châu bắt đầu thực hiện kế hoạch ngăn chặn dòng người tị nạn bằng thuyền, được gọi là Stop the Boat, gọi tắt là OSB. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của chính phủ lao động đối với việc xử lý người tị nạn và người xin tị nạn hoàn toàn phù hợp với chính sách OSB. Ngoài ra, bà O'Neill cũng bị thẩm vấn về sự chậm trễ trong việc thông qua dự luật trục xuất người tị nạn của chính phủ hiện đang bị đình trệ tại Thượng viện sau khi gây ra một cuộc tranh cãi trong các cuộc thảo luận tại Quốc hội vào tháng trước. Tiếp tục tin sinh hoạt chính trị, Phó Đô đốc David Johnston được đề cử là tân tư lệnh lực lượng phòng vệ ADF. Phó Đô đốc David Johnston sẽ trở thành tư lệnh lực lượng phòng vệ ADF thay thế tướng Angus Campbell. Ông sẽ là người gốc hải quân đứng đầu lực lượng quốc phòng Úc sau 22 năm và sẽ đảm nhận vai trò này từ tháng 7 sau khi được vị tổng toàn quyền chấp thuận. Phó Đô đốc David Johnston sẽ thay thế tướng Angus Campbell, người đã giữ chức tư lệnh quốc phòng từ năm 2018. Việc đề cử ông Johnston đảm nhận trong vai trò lực lượng phòng thủ là một sự thay đổi chiến lược chưa từng có tại Úc. Trong khi đó, khi thông báo về việc bổ nhiệm tân tư lệnh ngày hôm qua, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đây là một quyết định khá dễ dàng. Thủ tướng Albanese nói rằng việc Phó Đô đốc Johnston được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng quốc phòng thực sự rất có ý nghĩa, vì kinh nghiệm của ông ấy không chỉ với tư cách là một sĩ quan hải quân, mà còn với tư cách là phó tư lệnh trước đó. Sự nghiệp phục vụ của ông đã kéo dài một thời kỳ có sự thay đổi sâu sắc trong lực lượng quốc phòng của chúng ta, trong khu vực của chúng ta, về bản chất của những thách thức mà an ninh quốc phòng phải đối mặt. Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng Albanese cũng đã nói lời cảm ơn đến tướng Angus Campbell, người giữ vai trò tư lệnh lực lượng phòng vệ ADF lâu nhất trong lịch sử Úc Châu, và cầu chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Úc đang xem xét mở rộng quan hệ đối tác quan trọng với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh qua Hiệp ước AUKUS để đưa Nhật Bản vào một số dự án quân sự của Liên minh. Thỏa thuận AUKUS để Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử sẽ là một trong những dự án quan trọng nhất mà Phó Đô đốc Johnston đảm nhận, với giai đoạn xây dựng đầu tiên sẽ bắt đầu vào cuối thập niên này. Tin an toàn đời sống, cơ quan đăng ký dữ liệu bị đánh cắp của Úc chặn hơn 300.000 nỗ lực gian lận danh tính. Các biện pháp bảo vệ được đưa ra sau vụ vi phạm dữ liệu Optus năm 2022 đã chặn hơn 300.000 nỗ lực gian lận nhằm sử dụng dữ liệu bị đánh cắp của người Úc. Các nỗ lực này đã bị chặn thông qua việc sử dụng sổ đăng ký bảo vệ thông tin xác thực của chính phủ liên bang, được thành lập để đối phó với hành vi vi phạm của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, đã khiến 10 triệu người Úc bị xâm phạm dữ liệu cá nhân. Dữ liệu bị đánh cắp sẽ không được sử dụng để tạo tài liệu nhận dạng mới, gian lận trong sổ đăng ký. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết, việc liệt kê các thông tin bị đánh cắp vào sổ đăng ký đã giúp ngăn chặn hành vi gian lận danh tính tiếp theo. Việc hộ chiếu và giấy phép lái xe của khách hàng hiện tại và trước đây của Optus nằm trong số dữ liệu nhận dạng cá nhân bị đánh cắp trong vụ hack vào tháng 9 năm 2022 đã thúc đẩy các cải cách. Đáp lại, chính phủ cũng đã gia tăng hình phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng và lặp đi lặp lại như một phần trong gói bảo vệ của mình. Ông Dreyfus cho biết, những biện pháp bảo vệ đó sẽ sớm được tăng cường trong những tháng tới. Tin đời sống xã hội, công ty kính mắt bị phạt 1,5 triệu đô la
vì gửi thư rác cho khách hàng với hơn 200.000 email trong 6 tháng. Công ty mắt kính có tiếng tại Úc là Luxottica đã bị phạt 1,5 triệu đô la vì gửi hơn 200.000 email tiếp thị cho khách hàng trong vòng 6 tháng mà không có tùy chọn hủy đăng ký. Hành vi này đã vi phạm luật thư rác của Úc. Luxottica sở hữu các thương hiệu mắt kính nổi tiếng như OPSM, Sunglass Hut, Ray-Ban và Oakley. Theo thông tin từ cơ quan quản lý truyền thông, thì ACMA đã phát hiện ra rằng từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Luxottica đã gửi tổng cộng 91.231 email tiếp thị, không bao gồm tùy chọn chức năng hủy đăng ký. Trong cùng thời gian, nhà bán lẻ này cũng đã gửi 112.348 tin nhắn và email tới những khách hàng đã hủy đăng ký tài liệu tiếp thị. Khoảng một nửa số email được gửi mà không có tùy chọn hủy đăng ký là xác nhận đơn hàng và tin nhắn đặt lại mật khẩu, bao gồm các liên kết đến nội dung thương mại, chẳng hạn như cách mua kính râm và khuyến mãi giao hàng miễn phí. Trong 18 tháng qua, các doanh nghiệp vi phạm quy tắc hủy đăng ký thư rác đã phải trả hơn 12,7 triệu đô la tiền phạt. Trước đó, ACMA cũng có hành động chống lại Uber, Outdoor Supercenter và Kmart. Theo luật thư rác của Úc, các doanh nghiệp phải giúp mọi người dễ dàng hủy đăng ký và nhận được sự đồng ý từ người nhận nội dung tiếp thị. Ngoài ra, Luxottica cũng đã được lệnh chỉ định một nhà tư vấn độc lập để xem xét việc tuân thủ các quy tắc về thư rác và đưa ra những cải tiến cần thiết, cũng như thường xuyên báo cáo cho ACMA. Cuối cùng là tin về nhân dụng. Chuỗi cửa hàng On The Run đã trả tiền cho nhân viên sau cuộc điều tra của Fair Work Ombudsman. Một chuỗi trạm dịch vụ nổi tiếng đã được lệnh phải hoàn trả lại tiền lương bị thiếu cho khoảng 1.500 nhân viên vì đã không cho nhân viên quyền được nghỉ phép hàng năm. Cụ thể, hệ thống On The Run gọi tắt là OTA là một chuỗi trạm dịch vụ nổi tiếng đã được yêu cầu trả lại cho 1.500 nhân viên số tiền lên tới 2.300.000 đô la, là tiền nghỉ phép hàng năm. Thanh tra viên của Fair Work Ombudsman đã mở một cuộc điều tra về hoạt động của chuỗi cửa hàng dịch vụ này sau khi nhân viên đặt câu hỏi về việc chủ lao động của họ có tuân thủ luật lệ tại nơi làm việc hay không. OTA là một trong những nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất tại tiểu bang Nam Úc. Ngoài ra, công ty cũng có hoạt động ở các vùng nông thôn của Victoria và Tây Úc. Cuộc điều tra cho thấy, OTA đã không xác định chính xác nhân viên là nhân viên làm việc theo ca, dẫn đến quyền lợi tích lũy ngày phép hàng năm không được đáp ứng. Nhà điều hành đã tiến hành đánh giá đầy đủ và phát hiện 1.524 nhân viên đã không nhận được quyền nghỉ phép hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023. Theo luật lao động, những người làm việc theo ca được hưởng 5 tuần nghỉ phép thường niên mỗi năm so với 4 tuần của những người làm việc không theo ca. Cơ quan quản lý xác nhận hầu hết nhân viên bị ảnh hưởng, bao gồm tất cả những người OTA đã phát hiện cho đến nay, đã được trả lại tiền. Kể từ đó, công ty cũng đã cam kết có thể thực thi với thanh tra viên, trong đó yêu cầu các khoản trả sau còn lại phải được thực hiện trước tháng 7 năm 2024. Người phát ngôn của Fair Work Ombudsman Anna Booth cho biết công ty đã hợp tác với cuộc điều tra và cam kết khắc phục các khoản thanh toán thiếu và thực hiện các thay đổi để bảo đảm sai sót không lặp lại. Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn thành việc cấp hơn 43.900 giờ nghỉ phép hàng năm cho 590 nhân viên hiện tại, trị giá khoảng 1.300.000 đô la, bao gồm cả phụ cấp nghỉ phép. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Viettv Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Viettv Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.